Đầy tháng và thôi nôi là một trong những nghi lễ quan trọng của các bé và cũng là một nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Những dấu mốc đầu tiên trong cuộc đời con trẻ đều được các ông bà, bố mẹ vô cùng trân trọng. Bởi vậy, xu hướng chuẩn bị một mâm cúng thôi nôi và đầy tháng đầy đủ, tròn trịa cũng được các gia đình quan tâm chú trọng. Mâm lễ của bên mình thì mình sẽ theo về kiểu vừa kết hợp truyền thống, kết hợp hiện đại nữa, tức là mình sẽ làm nhiều kiểu cách hơn, đẹp hơn để bắt mắt hơn. Của 12 bà mụ đấy thì là sẽ gồm có 12 xôi chè, những cái món thêm như kiểu là món bánh da lợn hoặc bánh bao tạo hình. Bên mình thì không chỉ là đẹp mà muốn là đồ ăn cũng phải thật là ngon. Nguyên liệu của bên mình toàn chọn lọc các nguyên liệu ngon, còn thạch thì riêng bên mình là nấu bằng nước dừa tươi kiểu màu trà xanh và màu lá dứa, còn màu vàng thì sẽ là màu chanh leo. Tuy không phải là cửa hàng Hermes online đầu tiên tại Thái Nguyên, nhưng có thể nói cái tên Kiều Nguyễn đã trở thành cửa hàng có tiếng vì chất lượng, mẫu mã phong phú. Với hương vị thơm ngon và độc đáo, quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã chiếm được lòng tin và sự yêu mến của đông đảo khách hàng, từ giới trẻ cho đến các bà mẹ nội trợ, nhân viên văn phòng. Khi mà nhìn thấy cái mâm lễ của chị Kiều ấy, thì mình thấy nó rất là đẹp. Đầu tiên là đẹp đã rất là hút người nhìn. Đấy, cái thứ hai là nó đầy đủ. Khi mà nhà mà mình có công có việc ấy, thì mình liên hệ đặt một cái mâm lễ như thế thì thấy là rất là yên tâm. Đấy, không phải chuẩn bị thêm một cái gì nữa. Mâm lễ nhà cô ấy thì tuyệt vời. Đẹp lắm. Là có thầy về còn khen. Chưa thấy có mâm cỗ nào đẹp như thế. Dịch vụ đặt một mâm lễ handmade trong những dịp quan trọng đang trở thành xu hướng mới, giúp những ngày lễ Tết của gia đình thêm phần trọn vẹn, tiết kiệm thời gian và công sức, làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất, giúp mọi người có thêm thời gian để quây quần hạnh phúc bên nhau.